Makeup Lost Spirit of Big Bang Titanium Diamond 39mm với mã hiệu 665NX1170RX1204 là một minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác và vẻ đẹp mạnh mẽ vượt bến tại Kỳ Lân Luxury. Đồng hồ có kích thước 39mm phù hợp với cả cổ tay phái nam và phái nữ. Cổ máy thời gian này sử dụng chất liệu titanium siêu nhẹ, khiến đồng hồ toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh thoát. Vỏ đồng hồ được trải siêu mờ cùng với 6 đinh ốc mang biểu tượng chữ H đặc trưng trên vành bezel, tạo điểm nhấn cá tính và sang trọng. Đặc biệt, vành bezel của chiếc đồng hồ này được tô điểm bởi 50 viên kim cương lấp lánh, tạo nên sự tinh tế và đẳng cấp hiếm có cho bất kỳ ai sở hữu. Ngoài ra, ô cửa sổ báo ngày tại vị trí 6 giờ giúp tăng tính thực dụng mà vẫn không làm mất đi nét đẹp thẩm mỹ của đồng hồ. Mặt số nổi bật với tông màu đen chủ đạo và phong cách thiết kế đơn giản nhưng cuốn hút, bộ kim nén bút chì mạnh mẽ cùng hệ thống 12 cọc chỉ giờ được phủ chất phát quang, mang đến sự tiện dụng và dễ nhìn cho người đeo trong điều kiện thiếu ánh sáng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.